Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi xem cái cây này là cây gì này các bạn. Thấy ở đây người ta trồng nhiều quá, mình không biết cây này là cây gì này. Cái cờ nó giống như cờ bắp á, mà không phải. Người ta thu hoạch này, người ta thu hoạch này. Các bạn thấy không? Người ta cắt này, cắt mất cái ngọn thu hoạch này xong rồi giờ nó mọc lên này. Cái này nấu trong chè sao bổ lượng, hạt trắng trắng hả? Đúng rồi, mà mình không biết là cây gì, quên tên đó. Nhìn xa xa cứ tưởng đâm mắt, không phải. Cây này này, bông nó này các bạn, cái bông nó này các bạn nhìn thấy không? Ôi, cái hạt cườm ngày xưa đeo vào cổ đó hả? Ừ, tao sầu lâu lắm rồi giờ mới thấy đó. Cái hạt cườm nè. Hồi nhỏ tuổi thơ ta thấy lấy đeo vào cổ mà. Làm vòng ngọc trai. Đây này, đây nè, cây hạt cườm này các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nhưng mà nó còn non anh ạ. Ừ, đây còn non nè. Đây nữa nè. Các bạn thấy hay không? Cây hạt cườm này. Này nó chưa thành hạt mà. Đây là hạt nó đang còn non này. Bóc ra cái thử coi. Đây này các bạn. Trời ơi, 10 năm bây giờ mới thấy lại cây này đó. Cây hạt cườm này, đây nè, đây có trái già nè. Cứ lấy sọ sọ và cái sợi chỉ không đeo vào cổ đây. Đây nè, cây hạt cườm hồi xưa mình hay lấy mình đeo làm chuỗi á, mình đeo vào cổ, đeo vòng này, đeo vòng tay nè. Ở đây nhiều ghê á. À. Đây người ta trồng nè. Ồ, họ trồng họ thu hoạch đấy hả ta? Thấy tự nảy không biết. Đây nè, người ta trồng đầy nè. Vậy hả? Ừ. Đây nè anh này, có hạt này chảy nè. Hạt cơm nè, người ta trồng nè. Cái hạt này cứng này đeo vào rồi nè, nó màu đây vàng. Nó màu vàng à, cái loại này loại màu vàng à. Có cái loại màu trắng ngoài nó ngon đẹp lắm. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái loại này không? Trông hay hay nhờ. Cái cây nó cũng hay. Mình đang đi trên đường ấy, nhìn thấy cái vườn này cái mình xuống mình xem thôi. Mình quay cho các bạn xem này. Đấy. Đây này các bạn. Đây này, cũng đầy này. Không. Hạt cườm nó màu vàng luôn này. À, nó màu vàng luôn này. Hồi xưa mình hay lấy cái này mình đeo cổ đấy, làm vòng đeo cổ, đeo tay. Ủa cái này không phải hạt bo bo hả anh? Không sao hả? Giống vậy? Cái hạt gì, hạt gì trong sâm bổ lượng á, màu trắng trắng á, anh quên rồi, quên tên à. Đi về coi trong mạng nó có. Đây này các bạn, các bạn thấy cái bông nó không? Nè, bông nó này. Quá trời luôn. Đẹp không? Thầy họ thu hoạch lần chắc nhiều lắm ha. Ừ. Đó, cứ cái bông này già là người ta cắt ở đây để cho bông mới này ra này. Ờ. Nó cắt dần chứ đâu có phải nó thu hoạch một lúc đâu. Cây keo không bạn? Các bạn cây keo hơn qua người nữa, gấp đôi người ạ. Mình tới đây là đã 2 mét rồi mà nó còn cao nữa. Ôi ôi. Vườn luôn người ta trồng. Đấy mọi người thấy không? Nguyên một vườn luôn này. Một vườn luôn người ta trồng này. Chỗ này chắc phải 2 sào ạ. Họ trồng ghép núi à. Sát bên suối. Bên còn bên đây là cái hồ đá. Bên đây núi xong à, rừng cái này. Bên đó là rừng. Rừng non. Vừng 13 mới trồng. Định đi bắt ốc mà không có thấy ốc các bạn ạ. Cái màu gà ở đây nhiều, ven suối nhiều ghê á. Trời ơi này. Ra đứng đây nè. Ra đứng đây nè. Đó, quay. Ôi đẹp quá nhờ. Nguyên bờ đá luôn nè. Nhưng mà trơn quá à. Họ đi đó. Cắt. Các bạn thấy không? Các bạn thấy bờ đá không? Đá suối đi chạy rồi. Đó. Gặp gần nhìn đẹp ha. Chú. Bữa nay nước trong nè. Ở chỗ mình ở đẹp vậy mà bữa giờ không coi. Ngồi xuống. Ui, họ đi cắt cỏ đi ngang qua suối ghê vậy trời. À cái suối này hình như hồi xưa đi ngang qua để làm rẫy hả? Ở suối này này. Còn lại đây, lạnh quá. Nước trong à.
trong ra quét trong luôn. Đẹp, đẹp ha. Hồi xưa mình hay câu cá ở đây này. Nữ này, hay là gọi là cây mắc cỡ tía. Cây mắc cỡ tía hay cây gì? Cây buồn ngủ ha. Đụng vô cây buồn ngủ đây. Cây xấu hổ chứ. Cây xấu hổ này. Trồng dừa. Ở khu này có trời luôn, là mấy cây luôn á. Đây gốc này to vậy này. Này đào người ta lấy củ. Gốc này về làm bonsai nè. Đây cây hoa chim nữ nè. Cây hoa chim nữ này, bay nè. À, suối bên suối thì mọc đầy rồi. Nhiều người đi họ lấy á, về làm thuốc á. Đủ nguyên một đám luôn này ăn. Này có đào về phơi sắc uống. Cây hoa chim nữ này đầy này các bạn. Ủ gốc này to này. Sắc nước uống được. Gốc này ngay nằm đây luôn này. Đây này. Gốc này là bonsai hết tuyệt vời. Anh nữa. Nè gốc này. Bonsai. Ủa nó màu lan đây. Chim nữ ở đây nhiều lắm các bạn. Bữa nào đi đào đi nhiều ghê á. Cái bèo này ăn được không? Cái bèo này ở dưới miền Tây người ta lấy để lấy người ta ăn đó. Vậy hả? Mình không ăn được, mình đâu biết ăn được. Trời ơi, bãi rộng luôn ha. Nhưng mà đá này sâu lắm nè. Cảnh đẹp ghê anh. Hồ đá quá sâu luôn á. Mà bữa nay lục bình với bèo nó ấy rồi. Nay mình đi bắt ốc, không có ốc ha. Ý à, bắt muỗi không có cái gì ăn hết rồi. Cảnh đẹp ghê ấy anh. Quay cho mày đẹp tuyệt vời. Mơm keo nước biếc bên kia. Hả? Em bên kia thấy dàn năng lượng mặt trời không? Đó, thấy xe xe. Đó, xe xe không các bạn thấy trên năng núi. Lượng mặt trời không? Họ làm trên núi luôn á. Ừ. Bên núi đó. Rộng ghê á, bao nhiêu điện trong đó. Ở bên kia cũng có một cái vườn cây gì nhỉ? Cây cây bo bo hay cây gì đấy quên á. Quên tên á. Cái bò đó tưởng bắp nhưng không phải đâu. Cái vườn này thì nó nằm gần đây thôi các bạn. Đây có đây có mấy con này mình xem nữa xuống nước. Ây da. Đấy nè thấy chưa kia có. Tưởng không có ốc mà có ốc đấy. Để cho mấy đứa nhỏ nó khều nó ăn. Bỏ điện thoại xuống luôn. Không thấy rồi, nó chạy mất rồi. Ốc ban ngày nó đuổi mất rồi. Kìa. Khúc đó mà đẹp ấy. Thấy họ đây nè, nó cứ nằm ở dưới đá này anh nè. Ừ, nằm dưới đá nè. Ờ, đây nữa nè. Đây anh. Đây em cầm đây anh mò xuống, đây xuống này. Dưới này. Mò xuống dưới có cái nào. Hả? Ủa sao lắm. Ở chỗ đá, nó hay bám vào cái cục đá. Cái vỏ. Nè đây có con luôn nè. Cái cục xanh nó bám trên này. Cái chữa. Con bé tí này mà lấy gì trời, ai ăn? Bắt nốt đầy dưới nó trốn ở dưới ấy á. Đau quá. Trốn dưới bùn đấy. Wow, nó khôn. Cái cây mai dương nó cào đau lắm. Cây mai dương không đau. Cây này xuống là con đĩa đấy, không chứ. Đĩa gì thì đĩa. Cây mai dương không đau quá. Đeo bao tay vào. Mấy cái dài này ghê quá. Đây này các bạn thấy chỗ này không? Đó cây hoa mắc cỡ tía này. Nhiều lắm. Cây này. Các bạn có nhu cầu thì mình đào về cho. Liên hệ mình. Nhiều lắm. Rồi. Đây nè. Ở trên này một vạt luôn này. Đây bờ suối đấy này anh này.
nhiều lắm mà sao người ta ấy. Ủa đang đi bắt ốc thì anh nhảy nó làm gì vậy? Đi đường bên đấy hả? Ờ bên đó có cho muống hay chừng có. Thì thờ tay xuống ở dưới đá đó. Tối chắc nó bò ra nhiều anh hả? Chắc tối bắt được. Bữa nào tối đi mò lần đi. Tối nhiều hơn á. Hôm nay được mấy con. Đó nó bò lên bờ đó em. Được mấy con rồi các bạn. Sinh tồn. Wow, cây này nó dưới cái kèo ghê quá anh ơi. Không thấy á, cây toàn cây mai dương không. Tối á, tối thì nó tơ nó ấy hơn. Cho nó cái chạy đá. Này chỉ đeo vào tay thôi anh ạ. Được mấy con? Được mấy con rồi mọi người? Núi mất cỡ luôn. Đó, cây sấu hổ đầy này các bạn. Đấy. Ai cứ kêu hiếm nhiều liên hệ với mình nhé. Mình đào về cho. Đây. Trời ơi. Cây này ngày xưa lấy làm chổi này. Đây mấy cái thân của nó làm chổi quét nhà quét sân. Chụp tấm đi anh. Đây hoa trinh nữ này các bạn ơi, bộ này thà các bạn thấy nó tốt không? Đó, nó nằm sát bên bờ suối nha. Cây hoa trinh nữ. Ủa, gốc bự ghê á. Gốc trong này các bạn. Đó, gốc nó nằm dưới các bạn. Có nâu luôn đi. Cây này tốt thật, gốc to. Giờ hoa nó héo rồi. Hoa này rồi. Hoa giờ héo rồi. Hồi sáng nó nở. Giờ héo hết rồi. Các bạn thấy nó đẹp không? Sát bên bờ suối.